Hello, thầy xin chào tất cả mẹ con. And welcome to the lesson today. Chào mừng các mẹ con đến với bài học hôm nay. Today we will learn about. Hôm nay mình sẽ học về. We will learn about animal sounds. Okay, animal sounds. Animal như là các loài. Good, các loài động vật. Sounds như là tiếng của các loài động vật. Okay, good. So before learning the lesson today, trước khi học hôm nay thì thầy xin giới thiệu là I have like much more medals. Thầy mới giành chiến thắng thêm được một số giải bóng bàn trong năm nay. Okay, a lot of much more medals. Okay, huy chương này mới này, huy chương đây Hà Giang, thầy giành giải nhì đồng đội bóng bàn Hà Giang. Okay, good. So the thing is, about like 5 years ago, I almost know nothing about ping pong. Khoảng 5 năm trước thì thầy hầu như là không biết gì tiếng Anh. But I practice really hard every day, about like 6 hours every day. Nhưng mà thầy thực hành khoảng 6 giờ một ngày. Thì sau đấy là thầy hiện tại thì thầy đánh bóng bàn khá tốt và thầy đã giành được những huy chương này. Good. And so, it's the same for English. Tiếng Anh cũng như vậy. Tầm khoảng 8 năm trước thì thầy hầu như không biết tiếng Anh. Nhưng mà thầy duy trì học tiếng Anh khoảng 6 đến 8 tiếng một ngày. I learn English about like 6 to 8 hours every day. Or even more. Và thậm chí nhiều ngày mình thầy học hơn. Thì đấy là lý do vì sao mà hiện tại thầy tiếng Anh đủ để dạy các mẹ con. Và tiếng Anh của thầy tốt để dạy các mẹ con. Okay, good. Now, let's begin the lesson today. Và cuối cùng thì thầy chỉ muốn nhắn nhủ là gì? Mình sẽ phải học cố gắng học hàng ngày. Learn English every day and you will be really good at English. Okay, next one. Let's go. Yeah, chỉ cần một chút thôi, bắt đầu học nhá. Good. Cats, meow. Okay. Cats, meow. Okay, good. Now, cat. Okay, look at the cat. Cats. Okay, cats. Ví dụ có một con thì mình sẽ học là cat or a cat. Good. But more than one, mà nhiều hơn thì mình sẽ thêm s vào là cats. Okay, cats, meow, meow. Good. Now, listen and repeat after me. Hãy nghe và sau đấy nhắc lại cho thầy nào. Cats. Good. Repeat. Nhắc lại nào. Meow, meow. Good job. Hơi mở hơi một chút nào. Meow, meow. Good. Cats, meow, cats. Nghĩa là con gì nhỉ? Good. The cat. Con meow. Good. Next one. Dogs. Okay. Dogs. Bark. Bark, âm K nào. Bark, yeah. Dogs, dogs, bark. Goof, goof, goof. Okay. Con chó thì sủa. Go, 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 go. Okay, good. Now, listen and repeat after me. Dogs, okay, dogs. Thêm Z nào. Dogs, bark, bark, yeah. Bark, nghĩa gì nhỉ? Goof, goof. Good, nghĩa là sủa. Okay, dogs bark. Good. So there are two dogs, okay? One and two. There are two dogs. Okay, good. Next one. Lions roar. Roar. Okay, good. Now. Lions roar. 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 Okay, good. Lions, nghe con gì nhỉ? What does it mean in Vietnamese? Come on. Good. Con sư tử giỏi lắm. Well done, really well done. Good. Roar, roar nghĩa là gầm, roar. Okay, gầm rú thì mình nói là roar. Okay, âm có hai chấm thì mình sẽ đọc dài hơn một chút nào. So if you see this symbol, so you make it long. Roar, roar. Good. Now, listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại thầy nhé. Let's go. Lions, chữ L mình uốn lên nào. Really good. Lions roar. Good job. Good. Lions nghĩa là gì con nè? Con sư tử. Oh, I love lions. They are so beautiful. Next one. Ducks quack. Ducks quack. Good. Ducks quack quack quack. Âm K nào? The K sound. Quack. Good. Ducks. Ooh, there are one, two, and three. Three ducks. They
quack, quack, quack. Good job. Ducks, what does it mean? Ducks nghĩa là gì nhỉ? In Vietnamese, what does it mean? Con? Good, con vịt, những con vịt. Quack, nghĩa là kêu quack quack. Okay, good. Next one. Cows, moo. Okay. Âm 2.2.5 mình đọc dài ha. Moo, bò, giống, những con bò, nó giống lên. Cows, moo. Now, repeat after me. Moo. Good job. Rất là giống như con bò đấy. Okay, good. Now, cows, nghĩa gì nhỉ? Nghĩa là những con bò, hoặc là bò cái cũng được, hoặc là con bò, chẳng hạn. Good. Now, listen and repeat. Now, let's go. Hãy cố nhắc lại cho thầy để mình có thể nói chuẩn hơn và tốt hơn nào. Let's go. Cows, moo. Good job. Now, one more time. Một lần nữa. One more time. Cows, moo. Good job. Next one. Ooh, bees. Okay, they are bees. Buzz, 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 buzz. Okay, good. Now, listen and repeat. Now, listen and repeat. Bees, buzz. Okay, good. Now, what does it mean? Bees. Bees nghĩa là gì nhỉ? Những con ong, nó kêu gì? Buzz, kêu vo ve vo ve. Thì mình gọi là buzz, buzz. Đấy, khi cả nhau vỗ là zzz. Okay, buzz. Good. Listen and repeat. Anh nghe và nhắc lại. Okay, một lần nữa. One more time. Bees, buzz. Good job. Next one. Mice, squeak. Good. Mice, squeak. Okay, squeak, squeak, squeak. Good. Mice nghĩa là những con chuột. Okay, một con thì mình sẽ nói là mouse. If there are like only one, so you say like mouse. But there are more than one, or like 2, 3, 4. So you have to say mice. Mice là số nhiều của mouse. Ở đây là những con chuột. Okay, squeak, squeak. Okay, là squeak, squeak. Okay, mice, squeak. Good job. Now, repeat after me. Hãy nhắc lại thôi. Mice, squeak. Good job. Rất giỏi. Cố lên nào. Xong xong rồi. Let's go. Pigs, oink. Good. Pigs, pigs, oink, oink. Nghĩa là unin, unin. Oink, 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 oink. Okay, good. Now, pay attention to P, âm P nào. P, P. Mình bật hơi ra, okay. Âm P mình sẽ bật hơi nào. Okay, let's go. P, P. Bật hơi này. Okay, pigs, oink. Good job. Now, one more time. Pigs, oink. Good, pigs, oink. Good, những con lợn ồn ín. Good, next one. That snores. Good, that. Oh, the that snores. Snores nghĩa là ngáy. Okay, ngáy. Okay, good. Now, listen and repeat. Nghe mà nhắc lại nào. That snores. Snores nghĩa là gì nhỉ? Snores nghĩa là gì? What does it mean in Vietnamese? Good job. Awesome! Nghĩa là ngáy khò khò. Good, that snores. Next one. Okay, good, that is the end. And let's review everything. Mình sẽ cùng ôn tập lại tất cả mọi thứ. Okay, good. And the thing is, do not give up on learning English. Hãy đừng từ bỏ việc học tiếng Anh. Và các bạn muốn học tiếng Anh tốt hơn thì hãy follow Facebook của thầy. Hãy để thầy ở chế độ diện xem trước. Hoặc là see first. Okay, so put me on like Cephas. Hãy để thầy chiếu xem trước để thầy có thể các mẹ các con có thể cập nhật tất cả bài học của thầy một cách nhanh nhất và có thể học một cách nhanh nhất tất cả những bài học của thầy. Ok, good. And let's review everything. Ok, can have some water. Ok, let's drink some water. Mình hãy uống nước một chút nào. Ok, so when I was at Singapore, khi mà thầy ở Singapore, thầy giáo rất là nổi tiếng, nên là thầy giáo nổi tiếng nhất thế giới. Thầy Anthony Rubens thì thầy khuyên là gì ạ? Mình nên uống nước tầm khoảng tầm mỗi 15 đến 20 phút. So every 15 to 20 minutes you drink water. Hãy uống nước kể khi mình không khát, hãy uống nước để mình có thể tốt hơn. Okay, let's jump like 10 times.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. And clap your hands 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Bây giờ thì nó cũng là bây giờ khoảng 10 rưỡi. 10 rưỡi rồi, nhưng mà thầy vẫn sẽ cố gắng để ôn tập lại cho các bạn. Nào, let's go. Các con hãy cố lên nha. Hãy cố học thật tốt tiếng Anh. Ok, good. Let's go. Animal sounds. Cats meow. Cats meow. Next one. Dogs. Oh, two dogs in here. Bark. Bark. Okay. Dogs bark. Next one. Lions roar. 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 Good. Roar. Good. Lions roar. Good. The R by the end. You move your tongue backward. Like roar. Good job. Lions roar. Good. Next one. Ducks squack. Okay, quack, sorry. Ducks quack, quack, quack. Okay. Ducks, there are three ducks in here and they quack, quack. Good, next one. Cows moo, moo. Cows, cows moo. Good, next one. Bees buzz, bees buzz, buzz. Next one. Mice, ooh, there are more than one mouse, so you say mice, squeak, good. One more time, mice, squeak, good job. Next one, pigs, oink, pigs, oink, pigs, oink. Next one, dad, snores, good job. Okay, good. Thank you very much for watching my video. Thầy cảm ơn các bạn con đã xem video của thầy. Và hãy nhớ là gì? Do not give up, okay? If you never give up, you never fail. Okay, hãy đừng bao giờ từ bỏ về tiếng Anh và mình hãy cố gắng học hàng ngày. Và không từ bỏ thì mình sẽ không bao giờ thất bại trong việc học tiếng Anh. Và mình sẽ rất là giỏi tiếng Anh sau khoảng một tháng, 3 tháng, 1 năm. Mình tích lũy dần dần thì mình sẽ rất là giỏi nha. Okay, thank you very much and see you again. Bye bye.